Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi giời ơi, An lên báo viện em nét mà. Làm hàng phi hồng mà. Mệnh danh là võ sư giỏi nhất thế giới mà. Ơ, ừ, tí Nguyên không lên báo mạng à? Đọc lên báo. Đến trường ai cũng kính nể em à. Ơ, ừ, tí không biết, ở nhà quê chả biết gì. Nhà quê chả biết là mẹ gặm lâu hết thế. Dừng đẹp. Dừng đẹp.